Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái chủ đề, đó là sẽ mua một chiếc máy ép nhanh hay một chiếc máy ép chậm cho gia đình của mình. Thực ra thì cái câu hỏi này bây giờ nó không quá khó để phải giải đáp cũng như là trả lời nữa. Bởi vì những chiếc máy ép chậm mấy năm trở lại đây nó đã trở nên phổ biến và dần dần đang thay thế những cái sản phẩm của máy ép nhanh. Trên thị trường thì hiện nay ấy, thì cả ép chậm và ép nhanh thì cũng vẫn đang tồn tại khá là nhiều những cái dòng máy của các hãng. Đối với ép chậm thì các bạn có thể biết là những cái máy thương hiệu của Hàn Quốc rất là nổi tiếng như là Kuvin, Hurom. Còn ngoài ra thì có những cái sản phẩm được nhập khẩu từ Đức như là của Steba chẳng hạn và một số hãng khác nữa. Ép chậm cũng còn có thêm những cái dòng sản phẩm được sản xuất nhập khẩu từ Trung Quốc, gồm những cái máy dòng rẻ tiền hơn. Còn đối với ép nhanh, cũng có sự xuất hiện của một số những hãng nổi tiếng, ví dụ như Philips hay Panasonic, Tefal hay một số những cái hãng được sản xuất và đặt hàng tại Trung Quốc. Trước mặt các bạn ở đây thì mình có hai chiếc máy ép, bao gồm một chiếc máy ép chậm với thương hiệu là Kuvin và đây là một chiếc máy ép nhanh của Tefal. Nói qua một chút về các nguyên lý của hai cái dòng máy này để các bạn có thể hiểu hơn về chức năng của cái máy ép. Với ép nhanh hay ép chậm thì đều cho ra một cái kết quả cuối cùng, đó là một ly nước ép, đúng không ạ? Tuy vậy thì cái quá trình, cách thức mà hoạt động của máy nó có một chút khác nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua một chiếc máy ép nhanh của Tefal các bạn nha. Với một chiếc máy ép nhanh, thông thường ở phía ngoài có thể sẽ là có một cái bầu chứa bã, hoặc là nó sẽ nằm ở phía trên này các bạn nha. Với chiếc này thì đây là một cái máy có công suất lớn hơn thì người ta thiết kế là cái bã ở phía ngoài, đặt phía ngoài. Còn đây là cái vòi để chảy nước ép ra. Với hai chiếc máy này thì đều có thể là chúng ta sẽ có thể ép được nguyên quả bởi vì cái ống ép khá là to. Cơ chế hoạt động của một chiếc máy ép nhanh bao gồm một cái bàn phay. Bàn phay này có những cái gai rất là nhọn và sắc đặt ở phía dưới này. Phía trên là cái lưới lọc với cái công suất rất là lớn. Hiện tại công suất tối thiểu thông thường của một chiếc máy ép chậm thì có thể dao động từ 400 cho đến hơn 1000W. Với một chiếc máy ép nhanh của Tefal này thì cái công suất nó là khoảng 700W. Với cái công suất rất là cao thì cái vòng quay của máy ép nhanh nó sẽ rất là lớn. Khi bạn cho hoa quả vào đây để mà mình bắt đầu ép, cái máy hoạt động bằng cách rằng là nó sẽ quay ở cái vận tốc rất là lớn. Ở phía dưới là cái bàn phay, nó sẽ làm bào và phay nhỏ cái hoa quả của mình cần ép. Kèm theo cái lực ly tâm của máy sẽ giúp văng cái phần nước ép ra phía ngoài phần hứng. Còn lại thì bã sẽ được giữ lại và đẩy xuống phía dưới này. Nguyên lý hoạt động cơ bản nó chỉ là như vậy, tức là dùng lực ly tâm để tách giữa nước và phần hoa quả đã được phay nhỏ ra. Đối với một chiếc máy ép chậm thì nguyên lý hoạt động của nó có phần khác hơn một chút. Công suất tối đa thông thường thì khoảng từ hơn 200 cho đến khoảng dưới 400 một chút các bạn nha, có tùy từng loại máy. Thì nguyên lý hoạt động của nó lại dùng một cái loại trục vít dạng như thế này, hình xoắn. Bạn tưởng tượng mình lý giải một cách đơn giản như này để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Giống như một quá trình bạn vắt một chiếc khăn mặt vậy, máy sẽ quay được cái tốc độ khá là chậm và nhồi hoa quả xuống cái phần dưới này và dùng cái lực ép mà dạng hình xoắn ốc gọi là trục vít đấy, nó sẽ giúp làm ép để tách cái phần nước trong hoa quả ra khỏi phần bã, tức là nó sẽ tách cái phần nước ở trong hoa quả ra và bã sẽ ra riêng. Rất là đơn giản như vậy thôi nha. Tuy vậy thì cái điều gì khiến cho người tiêu dùng lại có xu hướng chọn một chiếc máy ép chậm cho gia đình của mình hơn một chiếc máy ép nhanh? Câu trả lời chính là cái phần nước ép được tạo ra các bạn nha. Đối với một chiếc máy ép nhanh, thông thường thì hiệu quả của nó cao, tối đa nó khoảng rơi vào khoảng từ 65 cho đến 70% lượng nước sẽ được tách ra từ hoa quả. Còn lại thì khoảng hơn 30% còn lại sẽ được giữ lại kèm theo bã. Còn đối với một chiếc máy ép chậm thì cái lượng nước sẽ được ép tối đa từ có thể lên tới 95% và chỉ có khoảng tầm 5%, hơn 5% một chút sẽ không được lấy ra và kèm theo bã để đi ra ngoài.
Với kết quả về về cái lượng nước thôi, chúng ta đã thử thấy rằng là một chiếc máy ép chậm đã ép hiệu quả hơn và cho ra được nhiều lượng nước hơn, khoảng từ 25% đến 30% so với một chiếc máy ép nhanh. Chưa kể cái chất lượng của cái nước ép giữa một chiếc máy ép nhanh và một chiếc máy ép chậm cũng khá là khác nhau. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn, xin mời các bạn xem qua cái video dưới đây để các bạn có thể hình dung ra được là cái lượng nước đã được tách ra từ ép nhanh và ép chậm khác nhau như thế nào và cái chất lượng nước nó sẽ ra sao. Xin mời các bạn. Ok, chúng ta vừa xem qua cái video, các bạn cũng có thể thấy rõ đúng không ạ? Với một chiếc máy ép chậm thì cái lượng lượng nước nó được ra nhiều hơn hẳn so với một chiếc máy ép nhanh. Mặc dù là chúng ta sẽ ép cùng một thời điểm. Cái tên ép chậm nó không phản ánh rằng là chúng ta sẽ ép ra ít nước hơn so với, tức là thời gian ép lâu hơn so với một chiếc máy ép nhanh. Không phải như vậy, mà đấy là do cái động cơ nó sử dụng ở cái tốc độ chậm. Còn đây là cái sử dụng ở cái động cơ ở cái tốc độ rất là nhanh. Cái phần tiếp theo ấy, mình muốn nói đến cái phần giá cả. Bởi vì đây cũng là một trong những cái thắc mắc, cũng là một trong những cái câu hỏi mà được rất nhiều người quan tâm. Mọi người thì cho rằng một chiếc máy ép chậm mà hiện tại cũng có giá thành, thông thường là có giá thành khá là cao. Và những với chiếc máy nổi tiếng như Kuvin hay Hurom thì cái giá thành nó có thể từ trên 5 triệu cho đến hơn 10 triệu. Thì cái giá thành này thì cũng sẽ rất là khó tiếp cận đối với người tiêu dùng, phải không ạ? Còn lại thì máy ép nhanh thì bạn cũng biết là cái giá thành nó khá là phù hợp, mà đâu đó nó có thể từ trên 1 triệu cho đến tầm trên 3 triệu là cùng thôi, đúng không ạ? Nhưng các bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm rằng là các bạn có thể tham khảo những cái dòng sản phẩm máy ép chậm có giá thành rẻ hơn. Trong một cái video mà mình đã làm ấy thì mình cũng đã nói khá là rõ về những chiếc máy ép chậm có giá thành rẻ trên dưới 2 triệu thì có thể sử dụng được không. Các bạn có thể xem lại những cái video mà mình đã phân tích. Mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn có thể hình dung ra được cái công nghệ cũng như là cái tính năng cũng như là cái sự khác biệt giữa ép nhanh và ép chậm để các bạn có thể yên tâm và lựa chọn cho mình một chiếc máy ép phù hợp hơn và hiệu quả hơn đối với gia đình của mình. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Hy vọng rằng mình sẽ nhận được cái sự ủng hộ của các bạn bằng cách đăng ký kênh theo dõi để giúp mình có thể tạo ra thật nhiều những cái video bổ ích hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.